Sách tinh gọn, sức mạnh của sự túng quẫn. Đơn vị thực hiện: NNT Studio. Quyển sách này nói về điều gì? Túng quẫn có thể tạo ra sức mạnh. Nhiều người cảm thấy câu nói này thật sự quá hài hước, nhưng bạn có biết nó lại là chân lý đã được chứng minh. Và bộ đôi tác giả Damon John, Daniel Pisner sẽ cùng làm rõ chân lý này thông qua tác phẩm Sức mạnh của sự túng quẫn, xuất bản năm 2016. Cuốn sách đưa ra rất nhiều thông điệp nghe có vẻ vô lý, nhưng ngẫm lại sẽ vô cùng hợp lý. Chẳng hạn như, khi bạn đang ở thế bất lợi, khi cơ hội đã hết và khi bạn đã dùng đến đồng xu cuối cùng, đó cũng là lúc bạn phải thành công, bạn không còn lựa chọn nào nữa. Quyển sách này dành cho ai? Lãnh đạo công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ, CEO của những tập đoàn lớn, bất kỳ ai đang ấp ủ trong đầu một ý tưởng và muốn khởi nghiệp. Về tác giả, Damon John là một shark rất được yêu thích trong chương trình Shark Tank Mỹ của đài ABC. Xuất phát điểm là một người bán lẻ hàng thời trang tự may, ông đã từng bước gây dựng FUBU, một thương hiệu thời trang đường phố trị giá 6 tỷ đô la Mỹ. John được mệnh danh là bố già của làng thời trang Mỹ, cũng là một trong những chuyên gia về thương hiệu được yêu mến nhất trên toàn thế giới. Daniel Pisner là một nhà báo, tác giả và một podcaster người Mỹ. Ông đã xuất bản hơn 60 cuốn sách, trong đó có 14 cuốn nằm trong top bán chạy nhất của New York Times. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng sách tinh gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Túng quẫn có thực sự tạo ra sức mạnh? Có lẽ bạn đã từng nghe qua câu chuyện của Dr. Dre. Ông xuất thân trong một gia đình bình thường, khởi nghiệp với tư cách DJ ở Los Angeles, sau đó thành công với vai trò nhà sản xuất mê hoặc nhất của làng nhạc hip-hop. Cuối cùng trở thành đồng sáng lập của Peace Electronics, thương hiệu đã được Apple mua lại với giá 3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2014. Câu chuyện của Dr. Dre có khả năng truyền cảm hứng rất lớn, nhưng một số ý kiến lại cho rằng, liệu trên thế giới này có bao nhiêu người đủ khả năng làm như vậy? Quả thật, có rất nhiều người có hoàn cảnh giống Dr. Dre, nhưng đến cuối cùng, họ không thể trở nên giàu có và nổi tiếng như ông, vì họ không gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Không hẳn vậy. Tác giả Damon John cho rằng, những người thất bại là những người không tận dụng được sức mạnh của sự túng quẫn. Túng quẫn là gì? Đó là khi bạn đang ở thế bất lợi, khi cơ hội đã hết và khi bạn đã tiêu đến đồng xu cuối cùng. Về bản chất, sức mạnh của sự túng quẫn chỉ là một khoảnh khắc lóe lên trong phút chốc. Nó có xu hướng thiên về sự sáng tạo hơn là sự chắc chắn, nghiêng về may rủi hơn là an toàn. Nhưng nó thực sự có sức mạnh đấy. Chính sức mạnh này đã mang đến thành công cho hàng chục công ty khởi nghiệp mà Damon John đã nhìn thấy từ hậu trường Shark Tank. Nhưng bạn đừng hiểu nhầm ý của tác giả rằng nếu muốn thành công, chúng ta phải khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Chỉ là trong quá trình khởi nghiệp, chắc chắn sẽ có lúc bạn gặp túng quẫn. Và thay vì sợ hãi, hoảng loạn, thì bạn hãy bình tĩnh tận dụng sức mạnh của nó để chiến đấu tiếp. Sự túng quẫn có thể kích hoạt khả năng sáng tạo và hình thành bản sắc, hai yếu tố cốt lõi của thành công. Hãy bắt đầu câu chuyện của chúng ta với hai ví dụ sau đây. Ví dụ 1. Bạn về đến nhà lúc 6 giờ tối, mở tủ lạnh ra và thấy trong đó chỉ còn một ít rau mầm, một miếng thịt bò cùng vài quả cam. Vì trời đang mưa lớn nên bạn phải chế biến bữa tối cho gia đình theo công thức còn gì nấu đó. Làm salad rau mầm, thịt bò sốt cam và cam vắt. Điều thú vị là trước đây bạn chưa từng làm, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc kết hợp cam với thịt bò. Cuối cùng, những nguyên liệu ít ỏi còn lại đã cho ra một bữa tối hấp dẫn đến bất ngờ. Vợ hoặc chồng của bạn rất thích bữa tối này. Ví dụ 2. Tại hội chợ triển lãm nghệ thuật lớn nhất thế giới Art Basel,
được tổ chức hàng năm ở Basel, Thụy Sĩ, bãi biển Miami, Hoa Kỳ và Hồng Kông. Nhiều du khách tỏ ra đặc biệt hứng thú với tác phẩm do các nghệ sĩ đường phố sáng tạo, những người thường bị đánh giá là không tên tuổi. Hai ví dụ trên nói lên điều gì? Thứ nhất, cái khó ló cái khôn. Trong cuộc sống, không phải lúc nào nguyên liệu đầu vào cũng dồi dào, đầy đủ. Nhưng chính sự thiếu hụt đó lại vô tình thúc đẩy khả năng sáng tạo của con người, và những kỳ tích cũng từ đây mà ra. Thứ hai, muốn thành công phải có bản sắc. Các nghệ sĩ đường phố, những người xuất thân nghèo khó, phải chật vật mưu sinh và thường không được học hành tử tế, đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị theo góc nhìn của họ. Chúng không mơ mộng xa xôi, không trừu tượng hàn lâm, nhưng chúng đủ sức đánh thẳng vào trái tim của người hâm mộ. Nếu để ý, bạn sẽ thấy hai ví dụ trên có một điểm chung, đó là sự túng quẫn. Không hẳn là nghèo khó và bế tắc đến mức cùng cực. Khái niệm túng quẫn mà chúng ta đề cập ở đây chính là sự hạn chế về nguồn lực. Vậy suy ra, sự túng quẫn có thể kích hoạt khả năng sáng tạo cũng như hình thành bản sắc. Điều này đặc biệt đúng trong môi trường kinh doanh. Thực tế đã chứng minh, những công ty thành công vang dội thường là những công ty khởi nghiệp trong hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề, từ nhân lực đến vật lực. Câu chuyện của đồng tác giả Damon John chính là minh chứng rõ ràng nhất. John khởi đầu sự nghiệp với công việc bán áo phông tự may trên đường phố Queens. Nắm trong tay ngân sách vỏn vẹn $40, ông đã quảng bá sản phẩm của mình theo cách độc đáo nhất có thể. Cuối cùng, John thành công rực rỡ với FUBU, viết tắt của For Us By Us, một thương hiệu thời trang đường phố trị giá $6 tỷ. Và so với thời kỳ đầu, chất đường phố trong những mẫu quần áo của FUBU vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí được nâng lên tầm cao mới. Càng túng quẫn, bạn càng khai thác triệt để nguồn tài nguyên mà mình đang sở hữu. Một số người sinh ra đã ngậm thìa vàng, trong khi một số người khác lại bắt đầu với con số không tròn trĩnh. Nếu bạn thuộc nhóm thứ hai, đừng vội thất vọng vì xuất phát điểm của mình. Thực tế ở Hoa Kỳ, khả năng thành công trong kinh doanh của những người nhập cư thường cao gấp đôi so với những người dân bản địa. Tất nhiên, đa phần người nhập cư đều bắt đầu từ con số 0, chỉ là họ biết cách khai thác nguồn tài nguyên họ đang sở hữu mà thôi. Rocky Aoki là ví dụ điển hình. Ông sinh ra và lớn lên ở Tokyo, Nhật Bản, di cư đến Mỹ vào năm 1960 với hai bàn tay trắng. Để kiếm tiền, Rocky đã thuê một chiếc xe tải, sau đó chở kem đi bán khắp thành phố New York. Cuối cùng, ông tiết kiệm được $10,000. Tự ý thức được rằng mình có năng khiếu về ẩm thực, Rocky đã mở một nhà hàng nhỏ bán món Nhật mang tên Benihana ở trung tâm Manhattan. Thời đó, đồ ăn Nhật vốn rất lạ và hiếm ở Mỹ, vì thế thực đơn của Benihana được giữ nguyên khẩu vị như ở Nhật, chỉ là không có những món trơn tuột và tanh. Để thu hút khách hàng, Rocky nảy ra ý tưởng marketing không tốn kém, cho các đầu bếp biểu diễn nấu ăn trực tiếp trước mặt thực khách. Bước ngoặt xuất hiện khi một nhà phê bình ẩm thực có tiếng ở New York viết một bài cảm nhận sinh động về Benihana. Đến năm 1972, Benihana trở thành chuỗi với 20 nhà hàng và lợi nhuận hàng năm lên tới $12 triệu. Rocky, một người nhập cư, chiếm chỉ xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Newsweek. Rocky Aoki khởi đầu với con số không tròn trĩnh, nhưng chắc chắn con của ông sẽ được xếp vào nhóm ngậm thìa vàng. Rocky không thích điều này. Ông muốn con trai của mình, Steve Aoki, tự gây dựng sự nghiệp mà không cần dựa vào gia đình. Thế là Steve Aoki lại bắt đầu từ con số không giống như cha của mình năm xưa. Anh xác định năng khiếu của mình là âm nhạc chứ không phải ẩm thực. Mới 19 tuổi, Steve đã sử dụng $400 tiết kiệm để thành lập hãng thu âm Dreammark Records cùng một vài người bạn. Văn phòng của họ là một căn hộ có tới 13 sinh viên cùng sinh sống. Steve và các cộng sự đã cho ra mắt một số dự án đầu tay. Anh phải tự mình đi phát tờ rơi để quảng bá sản phẩm vì khi ấy mạng xã hội chưa phát triển. Sau nhiều năm nỗ lực, Steve đã ghi dấu ấn cá nhân của mình tại các bữa tiệc dành cho người nổi tiếng và các lễ hội lớn trên thế giới. Ở thời điểm hiện tại, Steve Aoki đã trở thành một trong những nam DJ nổi tiếng nhất thế giới,
được mệnh danh là gã châu Á lắm chiều của làng EDM. Câu chuyện của cha con nhà Aoki cho chúng ta thấy một sự thật. Đôi khi xuất phát điểm không quan trọng. Quan trọng là bạn phải biết cách khai thác triệt để nguồn tài nguyên mà mình sở hữu. Đó là năng khiếu, là tư duy, là những người cộng sự tuyệt vời. Nguồn tài nguyên cũng có thể được hiểu theo đúng nghĩa đen. Đó là những tài sản mà bạn đang nắm trong tay. Để chúng nằm yên một cách vô nghĩa hay biến chúng thành nguồn lực hỗ trợ cho quá trình khởi nghiệp, tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta. Bạn có biết, để có tiền đầu tư vào những sản phẩm cực kỳ tiềm năng của người cộng sự Steve Wozniak, Steve Jobs đã chấp nhận cầm cố chiếc Volkswagen Tiptwo Minibus của mình. Nếu không có phi vụ bán xe năm đó, chưa hẳn đã có Apple mà chúng ta biết ngày nay. Càng túng quẫn, bạn càng tập trung vào thị trường mục tiêu của mình. Tác giả Damon John cho rằng, nếu muốn thành công, thì bạn phải ứng xử giống như cá mập, hiểu rõ vùng biển mà mình đang ngự trị. Không phải ngẫu nhiên mà người ta dùng từ shark để gọi các nhà đầu tư. Hãy nhớ rằng, thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, bạn chỉ cần tập trung vào một nhóm đối tượng khách hàng cụ thể. Chính là nhóm có tiềm năng mua sắm sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp bạn. Và thực tế đã chứng minh, những doanh nghiệp túng quẫn làm việc này tốt hơn những doanh nghiệp thừa tiền. Khi thành lập FUBU, Raymond John biết rằng mình sẽ phải cạnh tranh với hàng tá thương hiệu quần áo đang có mặt trên thị trường. Họ có tiền, có uy tín, có tệp khách hàng trung thành, trong khi FUBU giống như một tay mơ. Đây là lúc John phải tìm cách khai thác sức mạnh của sự túng quẫn. FUBU không có tiền để chạy quảng cáo rầm rộ, chưa tạo dựng được uy tín để khách hàng tự động tìm đến. Nhưng bù lại, nó có bản sắc. Đó là chất đường phố. John kết luận rằng, thay vì đi vay tiền để marketing tràn lan, thì ông chỉ cần đánh đúng người, đúng chỗ, và chất đường phố chính là vũ khí tối ưu nhất. John đã đem quần áo của mình tặng cho các nghệ sĩ hip-hop, mời họ mặc thử. Thật bất ngờ, nhiều nghệ sĩ tỏ ra thích thú và họ đã mặc quần áo FUBU để quay video ca nhạc. Thừa thắng xông lên, John tập trung chạy quảng cáo trên Black Entertainment Television, BET, kênh truyền hình giải trí dành cho người da màu. Vì BET có lượng người xem rất thấp, nên chi phí quảng cáo rẻ bèo bọt so với nhiều kênh khác. Điều này cực kỳ có lợi cho FUBU. Thương hiệu có thể tiếp cận được nhiều khách hàng mục tiêu một cách trực tiếp, nhưng không tốn quá nhiều tiền. Bây giờ, hãy giả sử vào thời điểm thành lập FUBU, John nắm trong tay một số tiền rất lớn. Liệu ông ấy có triển khai chiến lược marketing mà chúng ta vừa tìm hiểu không? Không chắc. Những doanh nghiệp giàu có thường thích ném tiền qua cửa sổ, nhất là trong khâu marketing. Họ chạy quảng cáo tràn lan, họ triển khai một loạt chiến dịch nhắm đến tất cả các đối tượng. Dĩ nhiên, kết quả thu về thường không như kỳ vọng. Đừng để tiền đầu tư hoặc nợ nần hủy hoại tầm nhìn của bạn. Quá nhiều công ty đã quen với ý tưởng dùng tiền của người khác để kinh doanh. Người khác ở đây chính là nhà đầu tư hoặc ngân hàng. Doanh nghiệp nào cũng muốn kêu gọi đầu tư để mở rộng quy mô một cách nhanh chóng. Tất nhiên, nhà đầu tư có lý lẽ của riêng họ. Nếu là một fan của chương trình Shark Tank, có lẽ bạn đã biết mỗi mùa có hàng trăm startup lên gọi vốn, nhưng số startup nhận được cái gật đầu từ các shark chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Khi không thể kêu gọi đầu tư thành công, thì nhiều doanh nghiệp sẽ tính đến phương án 2, vay nợ ngân hàng. Nhưng nếu bạn vừa gọi vốn thất bại, vừa không thể vay nợ ngân hàng thì sao? Hãy cùng nghe qua câu chuyện của Gigi Butler, nữ triệu phú người Mỹ làm giàu từ bánh ngọt. Butler xuất thân là một lao công, chuyên giúp việc cho giới thượng lưu ở Nashville. Bà muốn mở một cửa hàng bánh ngọt, nhưng mọi người xung quanh lại bảo đầu óc bà có vấn đề. Như một lẽ dĩ nhiên, bà không thể kêu gọi đầu tư, thậm chí còn không có quyền mắc nợ vì ngân hàng từ chối cho bà vay tiền. Quả là đỉnh cao của sự túng quẫn. Nhưng vượt lên trên tất cả sự cười nhạo và nghi ngờ đó, Gigi Butler vẫn quyết tâm hiện thực hóa ước mơ của mình. Ngày 21 tháng 2 năm 2008, bà ra mắt cửa hàng bánh Gigi's Cupcakes đầu tiên. Lúc đó, trong tài khoản của bà chỉ có vỏn vẹn $30. Không có tiền đầu tư vào quảng cáo, điều duy nhất bà có thể làm
là cầu nguyện mọi người sẽ ghé thăm và ăn thử bánh của mình. Chuyện gì sẽ xảy ra? Chỉ sau một tuần mở cửa, những chiếc bánh ngọt ngon lành đã mang về cho Butler khoản lợi nhuận bất ngờ. Sau khi trả được nợ thẻ tín dụng, bà đã mạnh tay nhượng quyền thương hiệu. Hiện tại thì Gigi's Cupcakes đã có mặt ở 24 tiểu bang của nước Mỹ với gần 90 cửa hàng, doanh thu hàng năm là 35 triệu đô la. Có rất nhiều trường hợp may mắn hơn Gigi Butler, gọi được vốn đầu tư, nhưng cuối cùng doanh nghiệp của họ vẫn thất bại ê chề. Tại sao vậy? Thứ nhất, nhiều người đã đánh mất quyền kiểm soát doanh nghiệp sau khi gọi vốn thành công. Nhà đầu tư mạnh tay xuống tiền cho công ty của bạn. Dĩ nhiên họ có quyền chen chân vào mọi ngõ ngách, từ tuyển dụng nhân sự, kế hoạch sản xuất sản phẩm đến chiến lược marketing. Họ có thể yêu cầu bạn viết lại kế hoạch kinh doanh, tuyển thêm người, loại bớt người, thay đổi công thức. Nếu không có nền tảng vững chắc, bạn sẽ bị cá mập nuốt chửng trong chớp mắt. Thứ hai, khi được đầu tư số tiền lớn, doanh nghiệp có thể đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh hơn mức bình thường. Rất tiếc, tăng trưởng nhanh chóng thường đi kèm với đặc tính không bền vững. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ mãi mê chạy theo doanh thu, lợi nhuận và quên bẵng những thứ cực kỳ quan trọng, đó là chất lượng sản phẩm và văn hóa công ty. Mầm mống của sự sụp đổ là đây. Còn những trường hợp vay nợ ngân hàng thì sao? Cũng không khá hơn là mấy. Vì đinh ninh ngân hàng cho vay với lãi suất thấp nên họ hầu như không nghĩ đến việc phải trả nợ càng nhanh càng tốt. Cứ thế, ngày qua ngày, lãi suất ăn mòn lợi nhuận. Đến một lúc nào đó, khi giật mình nhìn lại, thì doanh nghiệp của họ đã chìm trong bể nợ. Nói tóm lại thì bạn chỉ nên nhận tiền đầu tư khi doanh nghiệp của bạn đã có một nền tảng thực sự vững chắc. Còn nếu đã vay nợ ngân hàng thì hãy cố gắng hoàn trả càng nhanh càng tốt. Các tập đoàn lớn và các ngành cũng có thể khai thác sức mạnh của sự túng quẫn. Xét cho cùng, khởi đầu của các tập đoàn lớn chính là các doanh nghiệp nhỏ. Vì vậy, khả năng cao là họ đã biết cách khai thác sức mạnh của sự túng quẫn. Tuy nhiên, giàu có thường dẫn đến lười biếng. Nhiều tập đoàn sẵn sàng ném hàng đống tiền vào những chiến dịch quảng cáo vô bổ, hầu như không mang lại hiệu quả. Và chúng ta đã nói về điều này trong những chương trước. Đã đến lúc các tập đoàn lớn nên học cách khai thác sức mạnh của sự túng quẫn, giống như thời điểm họ vừa mới khởi nghiệp. Hãy nhìn vào số liệu sau. Trong danh sách Fortune 500 hiện tại, có 190 tập đoàn không mở tài khoản Twitter, đơn giản vì họ biết khách hàng mục tiêu của mình không hiện diện trên đó. Việc mở tài khoản và chạy quảng cáo là một hành động đốt tiền vô nghĩa. Hoặc hãy cùng xem xét một chiến dịch marketing thông minh diễn ra từ nhiều năm trước khi truyền thông mạng xã hội bùng nổ. Cụ thể, General Mills muốn chạy chiến dịch quảng cáo thanh granola Nature Valley sau khi nhận thấy doanh số mà dòng sản phẩm này mang lại khá tệ. Mặc dù có ngân sách tiếp thị khổng lồ, nhưng công ty chi tiêu rất cẩn thận. Họ chỉ tập trung quảng cáo ở những khu vực có sự hiện diện của người trẻ tuổi, chính là khách hàng mục tiêu của họ. Chẳng hạn như các khu nghỉ mát, khu trượt tuyết và cửa hàng buôn bán dụng cụ ngoài trời. Ít lâu sau, Nature Valley đã trở thành một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất của General Mills. Không chỉ các tập đoàn lớn, các ngành cũng có thể học cách khai thác sức mạnh của sự túng quẫn. Vào đầu năm 1970, các công ty thuốc lá Hoa Kỳ chạy quảng cáo khắp mọi mặt trận, từ đài phát thanh, đài truyền hình, tạp chí đến quảng cáo ngoài trời. Tuy nhiên, vào cuối năm đó, chính phủ Hoa Kỳ đã công bố dự thảo hạn chế quảng cáo đối với mặt hàng này. Đó cũng là thời điểm các công ty thuốc lá Trung Quốc đang lên kế hoạch thâm nhập vào thị trường xứ cờ hoa. Thay vì ném tiền vào công tác vận động hành lang, ngành công nghiệp thuốc lá Mỹ đã ngoan ngoãn chấp nhận những hạn chế quảng cáo của chính phủ. Tại sao vậy? Họ thừa biết thuốc lá Trung Quốc là sản phẩm mới. Nếu không được quảng cáo rầm rộ, thì người tiêu dùng khó lòng tiếp cận. Trong khi đó, các thương hiệu thuốc lá Hoa Kỳ dù gì cũng đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường và khách hàng sẽ tự động tìm đến họ. Doanh nghiệp có thể tận dụng sức mạnh của sự túng quẫn để vượt qua 4 giai đoạn phát triển, cuối cùng đi đến thành công. Có những tập đoàn thành công đến nỗi nhiều người cho rằng họ chưa từng biết thất bại là gì. Nhưng sự thật là không có doanh nghiệp nào có đủ khả năng một bước lên mây.
tất cả họ đều phải bước đi từng bước một. Đầu tiên, doanh nghiệp phải tạo ra sản phẩm ở dạng cơ bản nhất, không nhãn mác, không tiếp thị, không có bất cứ điều gì khác ngoài việc nó đáp ứng được một hoặc một vài nhu cầu nào đó. Thứ hai, doanh nghiệp tiến hành dán nhãn cho sản phẩm, cụ thể là đặt cho nó một cái tên độc đáo, dễ nhớ. Thứ ba, doanh nghiệp tập trung xây dựng thương hiệu, có thể là thiết kế logo để sản phẩm được nhận diện tốt hơn, xây dựng phong cách tiếp thị để thu hút những người xung quanh. Đây là giai đoạn tiêu tốn khá nhiều nhân lực và tiền bạc. Thứ tư và cuối cùng, doanh nghiệp phải định hình phong cách nhất quán, hay còn gọi là bản sắc. Lúc này, thương hiệu của bạn đã phát triển đến một mức độ nhất định nào đó, có được một lượng khách hàng tương đối ổn. Khủng hoảng có thể xuất hiện ở bất kỳ bước nào trong bốn bước trên. Bằng cách tận dụng sức mạnh của sự túng quẫn trong mỗi bước, doanh nghiệp có thể dễ dàng vượt qua và nâng cao cơ hội thành công của mình. Harvard Business Review xác nhận rằng, những doanh nghiệp sống sót sau cuộc suy thoái chính là những doanh nghiệp biết hạn chế bước thứ ba, tập trung vào bước thứ nhất, nghĩa là cắt giảm chi phí marketing và tiếp tục đầu tư vào bộ phận R&D, nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Đến thời điểm thị trường hồi sinh, họ sẽ làm ngược lại. Lúc này, với sản phẩm chất lượng trong tay, không có gì khó hiểu khi họ nhanh chóng vươn lên dẫn đầu thị trường. Chuỗi cung ứng đồ dùng văn phòng Staples đã vượt qua cuộc suy thoái năm 2000 bằng cách đóng cửa các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả, đồng thời gia tăng lực lượng lao động tổng thể lên 10%. Khi cuộc suy thoái kết thúc, Staples nhanh chóng trở lại và lợi hại hơn xưa rất nhiều. Thời điểm tốt nhất để bạn bắt đầu công việc kinh doanh chính là ngay bây giờ. Thời điểm hiện tại, tiến bộ công nghệ diễn ra với tần suất hàng ngày, thậm chí hàng giờ. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn bắt đầu triển khai ý tưởng kinh doanh. Đừng quên tận dụng sức mạnh của sự túng quẫn nhé! Thứ nhất, chi phí công nghệ hiện tại cực kỳ thấp. Chỉ với một số tiền nhỏ, bạn đã có thể xây dựng một trang web và lưu trữ một lượng lớn dữ liệu trực tuyến. Thứ hai, việc huy động vốn cộng đồng đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn có thể truy cập vào các nền tảng như Kickstarter và Indiegogo. Với doanh nghiệp nhỏ, gọi vốn cộng đồng sẽ an toàn và khả thi hơn so với kêu gọi đầu tư từ các SaaS. Honeyflow là một ví dụ điển hình. Công ty này đã đăng tải một video dài 5 phút lên Indiegogo, nói về ý tưởng nuôi ong và khai thác mật ong đầy sáng tạo của mình. Họ hy vọng có thể huy động được 70.000 đô la để xây dựng thương hiệu. Kết quả là Honeyflow đã thu về con số không tưởng, 12 triệu đô la. Đây là chiến dịch huy động vốn thành công nhất trên nền tảng Indiegogo từ trước đến nay. Thứ ba, nhờ khả năng kết nối của công nghệ, bạn sẽ dễ dàng tìm được những người cộng sự phù hợp, bổ sung vào phần thiếu sót của mình. Raymond John sáng lập Fubo, nhưng ông không thể vẽ hoặc may bất cứ thứ gì khác ngoài một đường thẳng. Điều quan trọng ở một người sáng lập không phải là sự toàn năng, mà là họ có một ý tưởng độc đáo và biết cách tập hợp những người tài năng để cùng thực hiện ý tưởng đó. Michael Dell không phải là một thiên tài máy tính, nhưng ông ôm ấp ý tưởng tạo ra một chiếc máy tính thân thiện với người dùng. Và người hiện thực hóa ý tưởng đó chính là đội ngũ mà ông đã tập hợp. Nói tóm lại thì nếu biết cách khai thác sức mạnh của sự túng quẫn, không gì là không thể đối với chúng ta. Tổng kết, thông điệp chính của cuốn sách: khi đang ở thế bất lợi, khi cơ hội đã hết và khi đã dùng đến đồng xu cuối cùng, đó cũng là lúc bạn phải thành công. Bạn không còn lựa chọn nào khác. Có thể bạn đã bị 30 nhân viên tín dụng từ chối, nhưng biết đâu cơ hội đang chờ bạn ở lần thứ 31. Có thể sản phẩm hay dịch vụ của bạn đã bị 30 người đầu tiên đã kích thậm tệ, nhưng biết đâu người thứ 31 lại khen ngợi nó. Hơn nữa người này còn là một nhân vật đặc biệt. Dù thế nào, bạn cũng đừng bao giờ bỏ cuộc. Khi không còn gì để mất, biết đâu chúng ta lại có được mọi thứ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tinh gọn của quyển sách Sức mạnh của sự túng quẫn của tác giả Raymond John và Daniel Peissner. Nội dung này do NNT Studio sản xuất. Để ủng hộ tác giả và tìm hiểu chi tiết hơn về quyển sách, bạn có thể mua sách giấy về đọc bằng cách nhấp vào nút mua sách giấy bên trong màn hình. Chúc bạn có những giây phút đọc sách
thật thoải mái.